Đấy, chức năng anti kickback nó sẽ ngắt và cái đèn này nó sẽ báo sáng như thế này nhá. Đấy, cực kỳ là nhạy luôn các bạn. Cái năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. 13 ly 95 Newton anti kickback, đây là một cái mẫu sản phẩm rất là hot của Dayton. Nhưng mà mẫu sản phẩm này thì nó cũng khá là kén khách các bác nhé. Thứ nhất thì máy có một cái giá tiền khá là hợp lý luôn anh em ạ. Chỉ với 990 ngàn thôi, nhưng mà được trang bị anti kickback luôn. Và lực siết là đã được nâng cấp lên là thành 95 Newton anh em nhé. Rất là khỏe, thiết kế con này thì khá là ngầu luôn anh em ạ. Với cái dòng sản phẩm phân khúc tầm trung thì hiện tại con này thì nó đang là vô địch về giá cũng như là về chất lượng các bác nhé. Đấy, thì hôm nay em sẽ test con này rất là kỹ cho các bác, để những bác còn đang lăn tăn, còn đang chưa xem xét được cái mẫu nào nó phù hợp cho mình, thì đây là một cái mẫu sản phẩm rất là hợp lý dành cho các bác nhé. Hiện tại thì em đã lắp sẵn vào đây rồi. Đây là cái mũi khoan sắt, khoan gỗ nhá, 12 ly anh em nhá. Mũi 12 ly này bác để ý này. Đấy, của nó gần to bằng cái miệng của cái đầu kẹp 13 ly rồi. Đấy, mũi rất là to nhá, mũi 12 ly. Đấy, giờ em sẽ tiến hành khoan gỗ và khoan sắt cho các bác cùng xem nhá. Với cái mũi 12 ly này thì cái mức độ khoan nó sẽ như thế nào các bác nhá. Các bác cùng cảm nhận. Với khoan tốc chậm thì khá là ổn áp luôn các bác. Đấy, nếu mà các bác khoan gỗ mà mũi to thì em cũng khuyên các bác là lên để tốc chậm mà khoan các bác nhé. Để tốc cao khoan thì nó vừa có thể là dẫn đến cháy mũi khoan, hoặc là cũng có thể là nó cháy cái vật liệu mà mình cần khoan các bác nhé. Rồi ok, vừa rồi thì em đã khoan gỗ rồi. Bây giờ em sẽ chuyển qua khoan sắt dày cho các bác cùng xem nhé. Thì cái sắt này của nó là cái sắt dày khoảng cỡ 5 ly các bác nhé. Đấy, trước khi khoan thì em châm cho nó tí dầu cho nó mát. Rồi ok, test thì em sẽ đầu tiên thì em sẽ test ở cái giải vòng tua là chậm trước các bác nhá. Mũi là mũi 12 ly. Khoan sắt thì các bác phải châm dầu vào nhá, nó là nó nóng cháy mũi khoan. Ngon lành cành đào luôn các bạn. Đấy, mũi 12 ly các bác nhá, mà khoan vào sắt dày rất là ngọt luôn. Thì cũng lưu ý với các bác là nếu mà các bác sử dụng cái máy khoan này mà các bác khoan vào sắt ấy thì tốt nhất là các bác nên để tốc chậm nhá. Các bác đừng để tốc cao. Để tốc cao là sẽ cháy mũi khoan luôn. Và lưu ý là các bác khi khoan ấy thì các bác nên cho ít dầu vào hoặc là nước cũng được. Nhưng mà tốt nhất là cho dầu. Cái độ nó bôi trơn nó sẽ có hơn, nó sẽ ok hơn các bác nhá. Bây giờ em sẽ chuyển qua test khoan cái mũi phi 25 nhá. Mũi này là mũi đuôi cá. Và để tốc chậm các bác nhá. Rất là ngọt ngào luôn các bạn. Bây giờ em sẽ chuyển qua bắn vít gỗ các bác nhá. Các bác cùng xem này, máy rất là khỏe luôn.
Đây là cái vít gỗ dài 10 phân anh em nhé. Quá đẳng cấp luôn. Hiện tại em đang lắp cái cục pin là 4A. Pin này là pin xe tăng anh các bác nhá. Đấy, và em sẽ test rút lõi trên con 13 ly 95 Newton của Dayton. Các bác cùng xem nhá. Khá là mệt các bạn. Ok. Đây, cuối cùng thì em nó cũng đã xong nhá. Rồi, ok. Ra rồi các bác nhá. Đấy. Khoảng 10 phân gạch các bác. Đấy, rất là ngọt nhá. 13 ly 95 Newton của Dayton. Các bác có thể rất làm con này rất là đa năng nhá. Đấy, khoan gỗ, khoan gạch, khoan sắt, làm đủ mọi thứ, bắn vít, bắn tôn. Ok hết. Và một con máy này, một cái thân máy này giá rất là mềm thôi, chỉ có 990 ngàn thôi nhá. Và thứ hai các bác, khi mua kèm cục pin này, pin 4A sẽ được tặng thêm một cái sạc 2.5 trị giá 290 ngàn nhé. Rất là hời luôn các bác. Đấy, các bác nào có nhu cầu muốn đặt về cái sản phẩm này thì các bác cứ alo trực tiếp cho em theo hai số điện thoại em để phía bên dưới màn hình nhé. Và một lần nữa em xin chào và cảm ơn toàn thể các bác.